xin chào các bạn trong video này mình giải thích với các bạn đó chính là cái lối thông vách của trên cái đầu in epson các bạn có nghĩa là các kênh màu được thông với nhau các bạn thì cái lỗi này ấy có xử lý được không thì thực ra khi mà hảo hỏng quá trình cái đầu in của chúng ta sử dụng ấy, thì thì, thì bị thông vách có nghĩa là 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 các kênh màu nó thông với nhau các bạn nhé. Ví như ở đây trong trường hợp này các bạn có thể thấy này, thì nhiều bạn hỏi về quá trình uh, thông vách này, xử yeah. lý thông vách thì thì không khắc phục được các bạn nhé. Đấy, bởi vì là như mình đã đã chia sẻ với các bạn về một cái đầu in bị lỗi mình mở ra cho các bạn xem ấy thì các bạn có thể thấy là đồ, đây là đầu in và đây là cái mặt của đầu in đó thì ở trong cái mặt của đầu in ấy, dưới cái mặt màu vàng vàng ấy các bạn cần chú ý này dưới cái mặt màu vàng vàng này ấy, thì 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 sẽ có cái các kênh màu các bạn nhé sẽ có các kênh màu này đấy cái đây là cái đầu in và nó nó sẽ được phun tia các bạn nhé phun tia đó đây phun tia ra cái cái mặt này này, nó có 6 6 kênh màu nó 6 tia ở đây. Đó. Đây các thấy chưa? Đó. Thì cái mặt màu vàng vàng này ấy, thì các bạn tránh tiếp xúc là các bạn tránh động chạm vào cái mặt màu vàng vàng này này. Đấy. Các bạn phải chú ý cho mình nhá. Đó. Đấy. Và dưới cái cái mặt màu vàng vàng này các bạn đừng cậy lên như thế kia, được chưa? Bởi vì là cái đầu in này đầu in đã hỏng rồi Các bạn chú ý nhá Sau đấy là mình cậy ra như như thế này Thì ở dưới này ấy Thì những cái chỗ này ấy Thế được dán Được dính keo vào các bạn nhá Đấy ở đây là một cái lớp màng này Và dính keo vào Cái cái cái, cái màng này ấy thì là cái cái, cái tấm kim loại màu vàng này khi mà úp lên đây ấy, thì nó sẽ được dán bằng một cái loại keo rất là đặc biệt mà keo này khi mà nó bung ra ấy, thì các bạn các bạn dán lại hầu như là không không dán được được chưa đó bởi vì bởi vì khi mà khi khi nhà sản xuất mà sản xuất ra cái đầu in này ấy, thì với một công nghệ gọi là công nghệ kết dính nó cực kỳ đặc biệt đặc biệt của hãng các bạn ạ đó cho nên là chúng ta làm hoàn toàn là là, là 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 là, thủ công cho nên là chúng ta không thể mà dán lại được như 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 nhà máy sản xuất sản xuất ra cái đầu in nữa nhá đó cái bộ phận đầu in này là cái bộ phận in ghim chữ các bạn nhé là nó phun ra tia mực mực nước được hòa trộn với nhau và phun ra tia và tạo thành chữ ở trên bản in nó không giống như là những cái dòng 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 máy in uh, máy máy in đen trắng người chưa sử dụng như là mực khô các thứ ấy đấy ở đây là sử dụng mực màu thì được trộn nhau như trộn với nhau như vậy đó thì đối với hai cái công nghệ in mực khô và mực màu ấy thì mực màu đa số sử dụng phun như này ấy, thì đa số ấy, thì máy in mực màu thì thường thay đầu in nhiều hơn và chi phí sửa chữa của cái máy in phun nó sẽ đắt đỏ hơn là máy 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 in mực khô các bạn nhé. mực khô đôi lúc các bạn chỉ cần thay vật tư và các bạn chỉ cần thay mực thôi nhưng mà máy in phun các bạn đã thấy là nhiều lúc ấy, các bạn sẽ phải tốn tiền mua đầu in là nhiều bởi vì đầu in nó hay rất là hay hỏng các bạn nhé um, rất là hay hỏng nó còn tùy thuộc vào cái người sử dụng nữa đấy và các bạn bảo quản cái 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 cái, cái sản phẩm đầu in của chúng ta như nào được chưa đó khi mà các bạn lâu không in thì các bạn bảo quản như nào đấy ví dụ như các bạn sử dụng những cái dòng mực nó nhanh khô nó làm 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 khô cái 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 tia mực nó phun ra từ cái thép này này đấy thì nó có cái lỗ phun ở đây nó phun một cái áp lực vào đây thì nó sẽ phun ra tia ở đây đó nhưng mà khi mà bị thông vách thì nó không thể không thể chạy được các bạn nhé đó nó thông như các kênh màu ấy thấy này đây cái, cái kênh màu ạ nó phun ra nó nó hòa trộn nó phun ra đấy và nó được dính vào đây các bạn ạ đó Cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình về 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 về, về. khi mà các bạn sử dụng cái này, cái đầu phun này. Đó phải bảo quản và tránh để hiện tượng là nhiều bạn tháo đầu in ra các bạn. Bởi vì nhà sản xuất khi mà bán cái đầu in ra ấy ra thị trường ấy thì nhà sản xuất sẽ có một cái keo đặc biệt dính ở trên đầu in để làm cái giữ ẩm cho cái cái đầu in. Tránh cái đầu in bị tình trạng là bị bị khô đầu in yeah. khi mà một cái keo đặc biệt khi sản xuất cái đầu in ra ấy, thì cái keo nhà sản xuất đặc biệt keo đầu tiên mà chưa sử dụng ấy, thì các bạn để như vậy thì đầu in được để hàng mấy năm còn được để chúng năm còn được nhưng mà khi các bạn đã cho mực vào bên trong ấy đã cho đã đã sử dụng ấy đầu in đã được sử dụng khi mà các bạn cho rút 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 đầu in ra khỏi máy ấy mà các bạn mà các bạn không 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 có được cái còng keo để bảo vệ cho đầu in ấy thì thường khi bạn lấy ra ngoài ấy một thời gian ấy thì cần chỉ cần khoảng vài tiếng thôi có có lúc thì chỉ cần khoảng vài có trường hợp cái đầu in chỉ cần khoảng vài tiếng lấy ra khỏi như vậy thôi thì nó cũng có nguy cơ bị, bị tắc và bị mất tia không đủ tia nữa các bạn đó cho nên là các bạn đã thấy là cái đầu in của chúng ta khi mà các bạn đã sử dụng các bạn rút ra khỏi máy thì nó xảy ra hiện tượng như vậy không? Nó bị mất tia nó Nó không đủ tia thì các bạn sẽ rất là khó xử lý Đây đấy cũng là do lỗi ngồi người người sử dụng Cho nên là nhớ lúc các bạn chạy ở trên máy ấy, thì đầu in lúc nào khi mà không hoạt động Đầu in cũng quay trở về cái vị trí mà đặt cái cụm đầu in đấy thì cái vị trí đấy là vị trí bảo vệ đầu in dạ, đầu in sẽ được luôn giữ cái 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 ẩm tránh cái tình trạng bị khô do cái mực 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 bức dạ đấy mực bướu à, hoặc là những cái mực dầu ấy đấy thì nó làm làm nhanh khô mà bị bị tắc bị nghẹt đầu in nhưng mà khi 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 bảo vệ đầu in ở trên máy như vậy thì nó sẽ giữ ẩm và tránh cái hiện tượng đấy nhưng mà khi bạn rút ra ngoài đầu in không được bảo vệ thì nó, nó sẽ hiện sẽ sẽ gặp cái tình trạng đầu in bị nhanh khô hơn Các bạn cần phải lưu ý cho mình cái vấn đề này tất cả những cái máy máy in mà in cái mực dầu ấy không riêng về cái dòng máy máy in nhỏ như này đâu những cái máy máy in bạt lớn cũng thế thôi các bạn in bạt khổ lớn ấy khổ lớn thì cũng sử dụng mực dầu mực đấy mà các bạn thì cũng kết cấu tạo như, như vậy thôi ạ đó, đó. căn bản là những cái máy lớn ấy thì nhiều nhiều máy thì nó sẽ chỉ có hệ thống là tầm khoảng 4 màu là nhiều đối với những dòng máy in bạc khổ lớn đấy hoặc là 5 màu 6 màu 6 màu đã nét lắm rồi nhưng mà thường là tầm khoảng có 4 màu thôi máy in bạc máy in bạt đấy cmik đó cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình đó và nhiều trường hợp ấy thì cái đầu in của các bạn đã bị lỗi ấy ấy. Dạ. thì khi mà các bạn cắm vào máy ấy, thì các bạn cần phải cẩn thận cho mình đấy và vệ sinh đầu in ấy thì các bạn vệ sinh bằng những cái dung dịch được chưa dạ. bằng những cái dung dịch mà các bạn đừng có sử dụng những cái dung dịch dung dịch tẩy quá mạnh Dung dịch tẩy quá mạnh Nhiều lúc ấy các bạn Khi mà các bạn tẩy ấy thì dạ, Mình vừa lời, lời khuyên chân thành với các bạn này Khi các bạn tẩy ấy Thì các bạn ngâm lâu ấy Thì những cái dung dịch đó Những cái dung môi đó nó sẽ làm tan cái keo Bởi vì nó có tẩy rất là mạnh Thì nó làm tan cái keo Và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là Bung cái keo đấy ra Có nhiều trường hợp Cái đầu in của các bạn ấy Nó đã thông vách nhẹ rồi ấy khi mà các bạn cho keo đấy vào ấy, à, cho những cái dung dịch đấy vào ấy, thì nó tầm, Bạn chỉ để ngâm trong khoảng vài tiếng sau thì thậm chí là các bạn dẫn đến cái đầu in của các bạn bị bung hết keo ra luôn thậm chí là các bạn đã thấy là bờ mực mực nó không vào được nữa mực nó không đủ tia các thứ dẫn đến tình trạng bị thông vách nặng hơn đấy đây là những cái điều mà, mà nhiều bạn nhiều bạn cũng chia sẻ cũng phản hồi như vậy các bạn ạ có những cái mực mà tẩy nó cực mạnh ấy. đấy thậm chí những mực tẩy cực mạnh ấy, thì nó làm sai cái thông số màu đi được chưa đó các bạn mà chơi với máy in full này thì các bạn không cẩn thận là các bạn sẽ, sẽ sẽ sẽ, không được bền được chưa nó không phải nó không hề đơn giản như là dòng máy sử dụng những cái dòng mực khô các bạn được chưa đó bởi vì cái dòng máy phun máy in phun này nó đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao thì mới, mới ra chất lượng được. Được Đó. Cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình về cái đầu phun này, được chưa? Đó. Và nhiều trường hợp khi các bạn uh, rửa đầu phun thì cũng tùy từng cái 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 cái, cái mực thôi, và ạ, tùy từng cái dòng mực. Các bạn rửa thì 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 thường ấy thì các bạn sẽ rửa cái phần phần, phần adapter phía trên ấy, để gắn đầu in nhiều và cái đầu in này ấy, thì nếu mà các bạn rửa các bạn có thể rửa bằng cái 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 dung dịch nhưng mà dung dịch người đó là dung dịch nước nước nhưng mà đừng có sử dụng chất tẩy nặng hiểu chưa đó đừng có sử dụng chất tẩy nặng sử dụng là rửa ở mức bình thường thôi Đó chọn những cái dung dịch mà nó tránh 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 hại cái đầu đầu phun đó và một trường hợp nữa đó chính là khi mà cái đầu phun của các bạn ấy mà các bạn sử dụng mà khi mà các bạn à, đầu phun của các bạn bị lỗi ấy thì các bạn hạn chế là các bạn đừng cắm vào máy thì nhiều trường hợp ấy ờ, các bạn nhiều bạn phản hồi với mình feedback với mình nó chính là uh, em đang chạy thử cái đầu in nhưng mà khi mà đầu in của em hút không mực ấy thì chạy đi chạy lại ấy, thì thường hay bị lỗi đầu in chính xác rồi các bạn à sorry thường hay bị lỗi main lỗi mên thì thường thường khi mà khi mà ở lỗi đầu in ấy, thì thường epson thường hay bị bị lỗi trên main luôn các bạn đặc biệt là lỗi ở con con sò bạn nhá. Người ta gọi con sò con ba chân đấy. Nhiệt đấy, sò nhiệt thì nó thì nó sẽ gắn ở à... Ví dụ như đây chẳng hạn, đối với trường hợp nhé tất cả những cái dòng máy phun ra ná ví dụ như dòng A3 chẳng hạn, đấy thì có bạn có thể thấy là ví dụ như là Ví dụ như ở đây là cái dòng bên ở đây là dòng bên Epson này, ví dụ như đây là 13 1390, phải không ạ? Ừ, thì ở đây ấy, thì thường sẽ nhiều trường hợp ấy khi mà lối đầu in ấy, thì thường sẽ bị ở con sò. Ví dụ như trong trường hợp này mình có thể ở đây ví dụ như con sò ở đây thì sẽ là con sò giỏ ba chân này này thì nó thường hay bị chập về không nhiều hơn, được ạ đó. thì cầu chì ấy thì cầu chì F1 thì ít khi ít khi bị chập, trừ khi các bạn cắm chập, được chưa? cắm chập chân chân panem, hoặc là chân uh, chân chân uh, cao áp đầu in đấy, hoặc là chân đấy, ấy, có là chân chân kết nối ấy, được yeah. đó thì thường các bạn cắm như nào nó để bị chập thì nó mới cháy cầu chì gần bình thường ấy thì nó sẽ không tự cháy cầu trì đâu nó sẽ phải hỏng cái con đèn này ạ hút xả hút xả này đấy nó cho nên là các bạn khi mà đầu in của bạn hết mực không có mực hoặc là đầu in bị lỗi ấy, thì các bạn cần phải chú ý cho mình đó nhiều lúc bơm mực nhiều ấy thì nó cũng hay xảy ra tình trạng như bị 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 Mên bị yếu thì nó xảy ra tình trạng này hoặc là nguồn không ổn định thì chưa đó cái máy in kiểu như này thì các bạn đã thấy là uh, nó nó không như mà, mà dòng máy máy uh, máy 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 in đấy nhá, nhá bây máy in đen trắng in đen trắng các bạn xử lý sẽ dễ hơn và máy in full màu nó cực kỳ khó các bạn nhé đấy cho nên là nhiều bạn không cẩn thận là các bạn sẽ gặp cái tình trạng bị lỗi luôn được chưa đấy đó trước đấy mình cũng đã xử lý với các bạn về cái lỗi ở trên main rồi đấy nó kêu chịt 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 bật lên nó kiểu nó bị chập mên đấy đấy đó cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình đấy đó các bạn thấy chưa các kênh màu ở đây này đấy các kênh màu ở đây và ở, ở đây nó sẽ dán một cái loại keo keo và giữa các kênh màu này nó 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 không thông với nhau ví dụ như kênh màu ở đây thì nó không thể thông qua kênh màu ở đây chẳng hạn không thể thông qua được thì nó sẽ dán ở đây nó sẽ dán một cái keo đặc biệt. Đã. Còn ở đây là bên ngoài, phía bên ngoài nhiều lúc các bạn thấy là phía bên ngoài này bơm hút mực cái thứ ấy. thì ở đây là Epson này, ở Epson là ở đây có một cái keo, cái miếng thép khi mà dán vào đây cái khoảng cách dán keo nó không dài, nó rất là ngắn, Đấy ạ Được nếu mà cái lớp keo nó dày tầm khoảng năm không phải, không phải cm khoảng khoảng ba bốn mm thì nó đã đẩy rồi Nhưng mà cái khoảng cách ở đây nó một tí tẹo như này thì nhiều lúc ấy, thì nó cũng sẽ thông vách ở bên cạnh ngoài này, này. đấy nhiều lúc bị 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 bị, bị thông ở đây ấy. thì bung ở đây thì các bạn thấy mực bơm thì nó mới chảy ra ngoài này thì nhiều lúc các bạn vẫn có thể là sử dụng cái keo những cái loại keo mà nó dán ấy, thì vẫn còn vẫn có thể dán bung lại được nhưng mà ở phía bên trong này thì các bạn không thể dán được luôn được chưa đó các bạn mở ra làm sao mà 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 dán được còn ở phía ngoài này đôi lúc nhiều lúc khắc phục tạm thời còn được đó cho nên là các bạn phải cẩn thận các bạn tránh va và chạm vào cái cái mặt 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 để vàng này đó tránh va chạm vào cái mặt đế vàng này đó và cũng tránh hạn chế sử dụng những cái chất tẩy chất tẩy mà nó gọi là các chất tẩy gọi là cực kỳ mạnh thế đó, nó ảnh hưởng đến, đến 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 chất lượng của cái cái, cái đầu in đó đấy cho nên là nếu mà hãng Epson thực sự uh, sản xuất ra những cái 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 sản phẩm rất là tốt nhưng mà trải qua các năm ấy thì mình thấy là cái hiện tượng thông vách cũng như là bị bung cái nắp kiểu như là bị thông màu ấy thì bên Epson ấy vẫn chưa gọi là vẫn chưa có cái cải tiến nào mới hơn để để cái hiện tượng này có thể là là đỡ hơn đỡ hơn hoặc là dứt điểm hẳn thì vẫn sản xuất ra những cái đầu in có cái cũng như là cái thiết kế cũng như là cái keo dán mà nó không dày mình nghĩ là nếu mà cái cái nắp của cái keo này mà dày hơn một tí xíu mình nghĩ là vẫn vẫn có khả năng được nhưng mà ví dụ như ở đây có thể dày tầm khoảng 2 đến ba mm nữa dạ, dày đến như vậy cái viền ngoài này và viền trong này thiết kế như nào có thể dày hơn một tí xíu dạ. đây là cái đầu in trải qua các năm hàng chục năm rồi các bạn nhé thì vẫn có cái thiết kế y chang như vậy và tất cả những cái đầu in của những cái dòng máy in 1390 vẫn lắp cho những cái dòng máy l tám thế mới mới ra cách đây khoảng mấy năm thì hiện tại vẫn có thể lắp được đó đây là những cái đầu in này nó, nó, lắp cho những cái dòng A3 nó lắp dòng 6 màu ấy nó lắp cho nhau được và cái thiết kế y chang của cái đầu in nó vẫn giống như vậy mà các người sử dụng những cái người sử dụng uh, chắc là những cái người sử dụng ấy thì cũng gặp phải cái vấn đề này khá là nhiều. Nếu mà Epson tiếp thu những cái người dùng ấy, uh, những cái người sử dụng ấy thì 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 có 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 thể là có thể là thiết kế ra một cái đầu in thế mới hơn và nó có cái cái kết dính nó tốt hơn hoặc là nó 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 có thể khắc phục được cái cái tình trạng mà hay bị hay bị thông vách ở cái cái đầu in. Đó, hay bị thông vách ở cái đầu in. Đấy. Đó là cái 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 vấn đề mà nhiều bạn gặp phải. Mà thực sự là nếu mà như một số bạn hỏi trên này là thông vách có đấy được không, có xử lý được không? Thực sự là không xử lý được. Được Đó. Đấy, không xử lý được các bạn nhé. Mình, uh, mình 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 thấy đại đại đa số là không xử lý được thông bách là hiện tượng là không xử lý được và bị tắc đầu phun là có thể xử lý được. Được Tắc đầu phun là có thể xử lý được. Bị tắc gọi là mực không đủ là như nào đấy. Còn bị thông vách thì đa số là sẽ không xử lý được Đó. Còn nhiều trường hợp bị tắc Các bạn sử dụng những cái đầu in Đầu in OEM ấy Đầu in không phải háng nhiều lúc nó vẫn bị tắc Kiểu như là bị tắc giữa Bị tắc không đủ tia ấy Khi bạn bơm phun ra thì nó không đủ tia Nó không ra tia được nhưng mà nó không phải thông vách thì nhiều lúc ấy, những cái đầu in đấy thì do những cái cái, cái 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 đơn vị có những cái đơn vị tư nhân của nước ngoài họ cũng nhiều đơn vị tư nhân của nước ngoài ấy họ cũng đấy lắm các bạn họ cũng đạt đến một cái trình độ cái trình độ gọi là gọi là 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 là, là người đó gọi là cải tiến được cái đầu in hay là mua thu nhập những cái đầu in hỏng về thông ách về sau đó họ làm lại nhưng mà về cái làm lại này thì họ dán keo nhưng mà vô tình họ họ dán keo và họ cải tiến lại nhưng mà khi mà họ dán vào ấy thì họ vô tình họ lại làm chạm bạn nhé họ lại làm chạm cái 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 keo ở trên cái mặt có nghĩa là họ không làm được một trăm phần trăm có nghĩa là cái keo ở trên cái mặt này nó sẽ bị kiểu như là làm nó nó cái keo nó có thể nó nó dính vào những cái lỗ phun những cái tia đầu in ấy khiến cho uh, khi mà các bạn phun đầu phun phun đẩy đẩy nhẹ cái, cái 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 dung dịch hoặc là cái mực vào ấy thì cái tia mực nó không phun ra đủ hết tất cả các tia nó chỉ phun ra được lẻ tẻ thậm chí nó bị tắc đấy thì có thể là cái cái, cái, cái keo của nó đã bị dính vào cái cái chỗ mà cái đầu phun nó phun ra tia các bạn nhé đấy đó cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình các bạn đấy cho nên cái vấn đề thông vách này không phải là đơn giản chỉ có nhà sản xuất người ta mới có kinh nghiệm mới, mới có kỹ thuật bởi vì đa số cái này chắc là họ làm bằng bán tự động hoặc là họ có một cái keo đặc thù riêng việc nào đó đó. Thì họ mới có thể kết dính lại được Chắc như vậy Đó Đó là mình chia sẻ Về cái hiện tượng thông vách của đầu in Cho các bạn nào mà mà gặp phải được Đó là hiện tượng thông vách đầu in là không thể khắc phục được bạn nhé đó Bà, chúng ta làm hoàn toàn là thủ công thì không thể khắc phục được các bạn đấy đá bị thông vách thì hầu như là các bạn không thể tận dụng được gì cả các bạn chỉ tận dụng được cái phần phía trên cái mặt đen adapter để cắm cái các chích vào đấy đấy còn lại cái mặt phía dưới này thì đa số là chúng ta không thể khắc phục lại được Đó. là cái nội dung video mình chia sẻ với các bạn được chưa đó. cảm ơn các bạn đã xem video các bạn nhé đấy và hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau các bạn bye bye